cậu mà. Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nha. Chào Hòa Phạm, chào Đức Quyết nha. Liên tục có các đủ loại xe cho mọi người nhé. Các dòng SH đời 2020-2021 từ 2013 cửa hàng có cho mọi người nha. Chào Bá Khánh, chào Nguyễn Văn Thế nhé. SH đen nhám đời 2019 rất nhiều luôn. Có những con xe chỉ mới chạy có vài trăm cây cho mọi người nhé. Xe còn rất mới. Cửa hàng đảm bảo nguyên zin. Xe không tai nạn, đâm đụng, không ngập nước nhé. Mọi người vào xem livestream và chia sẻ livestream giúp cửa hàng nha. Anh ơi, em vẫn phải đi làm ạ. Trong lịch nghỉ không có ngày Noel. Mọi người vào xem livestream ủng hộ cửa hàng em nha. SH Mo cửa hàng có rất nhiều các dòng xe, xe ga. Hôm nay em live xe ga cho mọi người nhé. Tất cả dòng xe ga cửa hàng đều có cho mọi người. Abarth các đời. Như là đời 2021 cửa hàng đang có nhé. Vario huyền thoại đây mọi người ơi. Abarth đời 2019 đem nhám nhé. Cửa hàng đang có con xe Abarth màu xanh, xanh tím. Rất nhiều khách ưng màu này nhé. Giá chỉ 32.900.000 đời 2018 nha. Đây, đủ các màu cho mọi người tham khảo nha. Grand này, SH Mall cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Con cảm ơn chị Trang Nguyễn Thi ơi, rất mong chị ủng hộ cửa hàng nhé. Xe đẹp lắm. Chào Lê Thanh Tùng nha. Căng lắm. Cũng căng mà. Ha.
Solid cửa hàng có rất nhiều nha. Chỉ từ 27 triệu 600 là đã có Solid rồi mọi người nhá. Cửa hàng còn có cả xe mới nữa. Mọi người muốn tham khảo xe mới hãy đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên tại 238 Ngô Quyền giúp mình nha. Chào Lê Thanh Tùng nhé. Rất nhiều xe luôn. SH trắng này cửa hàng có rất nhiều nhé. Chỉ từ 50 triệu 900 là đã có xe SH cho mình rồi nha. Đây là trắng này. Các bạn từ 2014 cửa hàng có cho mình nhé. Cửa hàng còn đang có một con SH nhập đời 2011. Chào Nguyễn Văn Thành nha. Vision cửa hàng có rất nhiều nhá. Cửa hàng đang có một con Vision đen nhám, giá là 29 triệu 600, xe cũ nhá. Mọi người sẽ tham khảo sang cái dòng xe cũ này. Hôm nay mình lai mê xe ga nhá. Thì các dòng X-Size, xe côn như X-Size, Winner này, xe Way và xe Earth ấy thì mọi người muốn tham khảo con nào ấy thì hãy để lại bình luận nhé. Mình sẽ gửi đường link cho mình tham khảo. Chào Hương Vũ Thị, chào Tùng Xuân nha. SH đủ các màu luôn, từ màu đỏ này, màu đen, màu đen nhám, cửa hàng đều có cho mình nhé. SH đời 2017 là chỉ xung trên 70 triệu là có xe rồi nha. Đời 2018 tầm 73-75 triệu là có xe mọi người nhé. Chào Hoàng Sơn nha. Rất là cá. SH nhiều vô kể luôn. Mọi người tham khảo thoải mái nhé. Mọi người hãy đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên tại 237 238 289 Ngô Quyền nhé. Ở bên 237 cửa hàng để xe ga cho mình. Ở bên 238 là cửa hàng để xe mới. Và bên 289 là cửa hàng để xe số cho mình nhé. Nguyễn Phương Trang ơi, cửa hàng chưa có SH 2020, 2022 nhá. Hiện tại cửa hàng chưa có. Tùng Xuân ơi, cửa hàng có xe Win Anh nhá. Cửa hàng đang có Winner X từ hơn 31 triệu là có xe. Xe đẹp lắm, mới chạy có mấy trăm cây đến 3.000 cây thôi nhá. Anh có thể tham khảo giúp cửa hàng nha. Nguyễn Phương Trang ơi, xe bạn muốn hỏi về bản 125 hay 150 vậy? 125 đời 2021 xe mới nhé, thì tầm 84 triệu xe là có xe bạn nhé. Cửa hàng đang có những bản mấy con xe đời 2021, xe cũ 125 cũng là đi từ mấy trăm cây đến 3.000 cây thôi. Xe đẹp lắm. Đúng rồi, Nguyễn Phương Trang ơi, 84 triệu chưa đăng ký nhá.
Nhà mình ở đâu vậy để cửa hàng báo giá đăng ký cho mình? Tùng Xuân ơi anh ơi, SH cũ cửa hàng em có xe chỉ từ 50 triệu 900 anh nhé. Anh có thể đến cửa hàng tham khảo giúp em. Xe còn rất đẹp luôn. Cửa hàng đảm bảo xe nguyên zin, không tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Chào Trang Phương nha. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình anh nhé, để anh tham khảo cụ thể hơn. Đây, con xe 50 triệu 900 đây. Hương Vũ Thị ơi, chị ơi, lít mới cửa hàng em đang bán là 38 triệu 800 mà có xe chị nhá. Xe mới tinh ạ, giá chưa bao gồm giá đăng ký chị ơi. Chào Ngọc Xuân GP nha. Xe lít này, A-Blade này, có phòng như là Vep 3, Grand Vision, cửa hàng đều có cho mọi người nha. Và những xe đẹp đấy nhá. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì mọi người muốn hỏi về xe nào có để lại bình luận nhé. Em sẽ gửi đường link cho mình tham khảo. Chị Hương Vũ Thị ơi, 38 triệu 800 là xe bản tiêu chuẩn nhá. Còn bản cao cấp bây giờ giá đang lên, thì bây giờ tầm hơn 41 triệu chị nhá. Chị cứ đến cửa hàng em tham khảo nhá. Chào Cường Nguyễn nhá. Cửa hàng có rất nhiều xe đẹp cho mọi người tham khảo. Mọi người hãy đến với cửa hàng tại 237, 238, 289 Ngô Quyền nha. Tất cả dòng xe cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và thủ tục sao tên nhanh nhất cho mọi người có thể nhé. Chào tất cả mọi người, em xin kết thúc livestream ở đây nha. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream của cửa hàng nhé. Rất mong mọi người đi ủng hộ cửa hàng nha.